Hôm nay mình sẽ review lắp ghép hình vuông. Một cái miếng lắp ghép hình vuông này của mình sẽ có 1, 2, 3, 4. Tất cả là 4 cái khía cạnh để giúp cho các con có thể là tạo dáng, tạo hình khác nhau. Và tùy theo sức sáng tạo của các con có thể lắp được những cái hình rất là đẹp và phong phú. Trên tay mình đang cầm là sẽ có màu xanh lá, màu vàng và màu xanh dương. Trong một cái bộ lắp ghép như thế này sẽ có rất là nhiều hình khác nhau để cho các con có thể phối hợp mà kết hợp với nhau để tạo thành hình mà các con mong muốn, ví dụ như là hình một anh hùng siêu nhân, hoặc hình ngôi nhà, hoặc là hình bánh xe, rất là ok. Quyên ơi, ôi giời ơi, mình cần 25.000 một cái. Sao gì? Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review lắp miếng lắp ghép hình hoa. Miếng lắp ghép hình hoa này của mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cạnh. Các bạn có thể là lắp vào những cái cạnh đối xứng, hoặc chúng ta có thể là lắp xung quanh cái hình hoa này để tạo những cái hình thù khác nhau. Những cái miếng ghép như thế này thì có thể là các bạn có thể sáng tạo ra những cái hình dạng khác nhau, nên những cái hình lắp ghép như thế này sẽ không làm cho bé bị nhàm chán hay là dễ bỏ trò chơi. Và cái miếng dán miếng ghép lắp ghép hình hoa này sẽ có hình xanh dương, hình xanh lá cây và màu đỏ. Có một bà cụ nọ sống một mình trong một căn nhà tranh, của cái duy nhất là một đôi thúng bán chảo cong với một cây đòn cánh. Đêm 30 Tết, bà cụ trong ngọn đèn hột vịt thật nhỏ bên bàn thờ. Đôi thúng không để dưới giường nằm, cây đòn cánh để sát dưới mép chiếu. Gió lạnh lắm, bà cụ hơi khó ngủ. Nửa đêm, một tên trộm lực lưỡng mở cửa liếc chui vào nhà. Hắn vơ hết nồi niêu bát đũa lưu hương của bà cụ chất đầy đôi thúng. Bà cụ hé mắt dòm thấy hết, sợ đứng tim không dám la một tiếng. Vơ vết xong, tên trộm cứ đi qua đi lại tìm kiếm mãi,
bà cụ cũng mong hắn bê hai thúng đỏ đi phứt cho rồi, mà chợt hiểu hắn muốn tìm cây đòn gánh. Thu hết can đảm, bà cụ nói: không ra hơi, cây đòn gánh tao để dưới mép chiếu đây này. Tên trộm giật mình, hốt hoảng bỏ lại đôi thúng đò chạy mất. Lấp bỏ cho con. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Gấp bỏ cho con được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Phụ thân phụ mẫu được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.